Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con hàng Phật tử có mặt hôm nay xin được bạch giác lên Trưởng lão Hòa thượng Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vừa tân biên tịch tại quận 8 chùa Từ Diệu Sài Gòn. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính bạch sư cô trụ trì tình trạng Ngọc Phước. Kính thưa quý bậc trưởng thượng, quý vị đại diện cho các đoàn thể trong cộng đồng người Việt quốc gia tại Oregon. Kính thưa gia đình hiếu quyết, hôm nay tại tình trạng Ngọc Phước đã kết hợp nhiều cái lễ viết Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, lễ viếng Quan Thế Âm Bồ Tát và kết hợp với lễ chung thức trai tuần của gia đình cổ phụ anh Từ Đức Thảo, Đức Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại tiểu bang Oregon. Kính bạch sư cô, kính thưa tất cả quý vị có mặt hôm nay, đây là một cái nhân duyên cho chúng tôi xin phép được đứng đây để có một vài lời. Tình trạng Ngọc Phước được hình thành không lâu lắm, nhưng với tâm nguyện và sự tu hành của sư cô, tình trạng Ngọc Phước hôm nay đã hình thành một cơ sở Phật sự cho chúng ta đồng hương đến đây để tu tập. Chúng tôi thì đã đến đây nhiều lần, xong bên cạnh chúng tôi có những lần hình như mới đến lần đầu. Nhưng nhờ sự tu tập và cái tâm nguyện của cô, thì ngày hôm nay cơ sở của cô tình trạng Ngọc Phước tuy rằng còn khiêm tốn, nhưng cũng tạm cho chúng ta có một nơi để tu hành học Phật. Hôm nay trong cái ngày lễ tại chùa Ngọc Phước, chúng tôi cũng xin nguyện cầu cho hồng ân mười phương chư Phật gia hộ cô sư cô trụ trì tình trạng Ngọc Phước pháp thể khinh an và Phật đạo viên thành. Chúng tôi cũng xin có chúc và về cổ phụ quán Từ Đức Thảo là chiến hữu phục biểu năm chiến đấu và đã bị tù tội nhiều năm lưu đày ở miền Bắc, và khi trở lại được định cư tại tiểu bang Oregon và gia đình con cái đã thành đạt, hôm nay chúng tôi lại ngồi đây vừa đóng vai trò là những chiến hữu cùng chiến đấu giống như các những người anh đã đi cổ phụ của anh Từ Đức Thảo. Chúng tôi xin góp một phần cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho hương linh cố phụ trở về cõi A Di Đà Phật, và cầu chúc cho con cháu trong gia đình tiếp tục làm ăn sức khỏe và thành đạt theo cái hướng ý nguyện của ba các cháu đã ra đi. Trước dịp này, chúng tôi cũng xin chúc tất cả quý bậc trưởng thượng, quý đại diện các đoàn thể của cộng đồng người Việt Oregon có mặt hôm nay cùng toàn thể Phật tử tham dự cái lễ chung thức trang trọng được sức khỏe dồi dào, vượt qua mọi khó khăn chứng minh trong giai đoạn hiện tại. Và trước khi dứt lời, chúng tôi xin cảm ơn sư cô đã dành cho tôi được học chúng tôi một vài phút để nói lên những tâm tư hôm nay. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.